quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đoàn Thu Thủy vướng scandal đáng tiếc chỉ sau một ngày đăng quang Miss Fitness Việt Nam 2022. Tối ngày 31 tháng 7, chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 với ngôi vị cao nhất thuộc về Đoàn Thu Thủy, học trò siêu mẫu Minh Tú. Sau đăng quang, ban tổ chức cùng top 3 Hoa hậu Thể thao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ trả lời câu hỏi báo chí. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm đó là mạng xã hội đang xôn xao clip hít bóng cười trong ba. Điều đáng nói, nhiều tin đồn cho rằng nhân vật trong clip chính là tân hoa hậu Đoàn Thu Thủy. Trả lời báo chí, người đẹp Phú Thọ nói rằng đây là câu hỏi mà cô mong muốn có cơ hội để được trả lời. Hoa hậu Đoàn Thu Thủy xác nhận người trong clip là cô, tuy nhiên cô không sử dụng bóng cười. Học trò siêu mẫu Minh Tú khẳng định là người xuất hiện trong clip nhưng cô không sử dụng. Tuy nhiên đây sẽ là bài học lớn đối với bản thân cô. Đối với tôi, khi nhận được thông tin về clip đó, tôi khá bất ngờ và sốc. Đó là bài học rất lớn đối với tôi. Nhưng ở cương vị của một công dân, tôi cam kết nếu đã làm việc gì trái pháp luật, tôi sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm. Với cương vị là thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, hướng đến lối sống lành mạnh, tôi cam kết nếu tôi đã đang và sẽ làm gì sai, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Là một người con, một người chị gái trong gia đình, tôi chỉ muốn nói một nửa sự thật, không phải là sự thật. Em trai tôi đang tuổi mới lớn, đôi khi cách nói chuyện không được rõ ràng, cũng hay khiến bố mẹ trong nhà suy nghĩ sai hoặc không đúng về những vấn đề nhỏ nhặt. Tân Hoa hậu Đoàn Thu Thủy trải lòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.